À, xin chào các thầy cô, bây giờ em sẽ làm video hướng dẫn thầy cô chạy cái hệ thống Zusolen. Cái video đầu tiên là video là phần 1 chạy hệ thống và nạp bộ test. Thì hệ thống để chạy được cái hệ thống này thì thầy cô chỉ có vài thao tác khá đơn giản, thì thầy cô sẽ thực hiện như sau. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn thì thầy cô sẽ liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình nhé. Đầu tiên thì sau khi tải các bộ cài và thầy cô giải nén nó vào trong ổ D theo thư mục gốc ổ D thì ta có thư mục checker đồ gì? À quên, em để bên ổ E vì ổ D của em đang bị đầy. Có thư mục checker, trong thư mục checker này có cái file Universal Control, ta sẽ nháy đúp chuột để chạy nó. À, trên cửa sổ của Universal Control thì ta thiết lập mặc định. Hệ thống em đã thiết lập sẵn rồi, thầy cô chỉ ấn nút Start là chạy. Khi này, với một số máy khi chạy lần đầu nó hiện lên cửa sổ thì các thầy cô chọn Yes hoặc là On Low là để đồng ý cho nó chạy cái Apache. À, sau khi thực hiện xong thì nó hiện ra cái cửa sổ login với địa chỉ là localhost, thì ta sẽ thực hiện đăng nhập vào hệ thống ở đây. Thì có tài khoản và user nó sẽ được lưu trữ ở trong cái thư mục checker này. Ta vào thư mục www, ta vào thư mục data thì có cái thư mục có một cái file tên là file account. Để em xóa cái đây. Ở đây có file account thì ta sẽ kéo nó bằng Excel vào. Kéo Excel và ta kéo cái file account vào để đây, trong file account này là danh sách, ta có thể thêm danh sách học sinh vào. Còn đây là user, thông thường là tài khoản ta nên đặt là tiếng Việt không dấu, mật khẩu đây họ và tên học sinh và lớp nếu có, chứ mục repath ta để mặc định là số 0. Đấy, ví dụ như mật khẩu admin là mật khẩu là chữ A đen, em đặt như thế cho nó dễ. Về nút lưu lại sau khi thêm được tài khoản cho học sinh. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện quay trở lại cửa sổ đăng nhập. Để ta ghi chữ mật khẩu là user admin, mật khẩu là do ta tự đặt nhé. Rồi nút đăng nhập. Như vậy thì ta đã thực hiện xong cái thao tác chạy cái server này. Và trong thao tác chạy server ở bước 1 là thì trong cái chữ localhost này ta chạy trên máy của mình, muốn học sinh vào máy của mình thì ta vào trong cửa sổ run gọi chữ cmd. Run gọi cmd trên cửa sổ admin thì ta sẽ thực hiện gọi chữ ip config. Thì trong cửa sổ ip config thì do cái máy này nó không kết nối mạng thì tôi chờ một chút phát mạng này. Máy tính cần kết nối mạng. Ở trên lớp thì ta nên sử dụng mạng dây để cắm cho máy tính giáo viên để nó cùng chung một sắp mắc sắp mắc nét thì các máy tính mới thông mạng với nhau. Vậy thì cái địa chỉ của mình là địa chỉ IPv4 và mình sẽ viết trên bảng và học sinh sẽ truy cập vào máy tính của mình thông qua địa chỉ này. Lưu ý các máy tính cần kết nối cùng một mạng LAN với nhau. À quên nhầm. À, địa chỉ của em đây là 172 chấm. Địa chỉ của em đang là 172.20.10.3. Em vào lại 172.20.10.3. Đấy. Thì khi đó ta hiện ra cửa sổ đăng nhập, ta đăng nhập vào mật khẩu ở trong cái file data. Rồi như vậy ta thực hiện thao tác đầu tiên là chạy server xong. Thì bây giờ ta chạy thứ hai là chạy trình chấm bài. Trình chấm bài thì sau khi cài đặt phần mềm Themis, em có phần mềm Themis. Thầy cô chờ thì chờ. Đấy, đây là cửa sổ chạy của phần mềm Themis. Cửa sổ chạy phần mềm Themis này thì ta ấn nút nạp danh sách bài thi. Đây là cái thư mục chứa bộ test. Ta nên tạo một cái thư mục đường dẫn ngắn. Ví dụ như ở đây em tạo sẵn ở trong ổ D có một cái thư mục là học sinh giỏi 2024 cho mình nhỉ. Vừa mới để nó đâu đây. Để xem.
về học sinh giỏi 2024 đây. Sau đó ta chọn vào nơi bộ chứa các bộ test của các bài, ấn Select Folder. Thì các bộ test sẽ được cấu hình ở đây, ta có thể nháy chuột phải để cấu hình bài thi, thiết lập mặt test mặc định và số điểm cho mỗi test. Ta có thể click chuột để chọn bài chấm bài hay không chấm bài, nhưng thông thường mặc định kệ nó đi. Đấy. Sau đó ta thực hiện nạp danh sách bài thi, tức là bài thi của thí sinh sẽ được gấp về đây sau khi ta ấn nút nộp bài. Em chọn vào cái thư mục khi nãy là thư mục học sinh giỏi 2024. Em tạo ra một thư mục tên là bài làm của ngày hôm nay. Mỗi hôm mình tạo ra một thư mục để bài làm của học sinh mình quản lý theo ngày. Đấy. Như thế là ta đã thực hiện xong cái thao tác. Thao tác đầu tiên là nạp chọn thư mục chứa bộ test, chọn thư mục sẽ chứa bài làm của thí sinh. Sau khi mà thầy cô có một bộ test mới mình mới tạo ra thì ta sẽ thực hiện thao tác. Giả sử bây giờ em đang thực hiện thao tác là giả sử em đã tạo ra được một bộ test bài số 87, muốn thêm bộ test này vào trong hệ thống, tức là muốn hệ thống chấm chấm được cái bài 87 mà trước đó chưa có, thì ta sẽ vào lại thư mục hiện đại của mình 2024, vào thư mục bộ test. Thư mục này ta có thể đặt tên khác, lạc quá. Đấy, vào thư mục bộ test, xong đó ta paste cái thư mục. Trong thư mục bộ test thì khi ta làm theo hướng dẫn thì ta sẽ đặt theo đúng cấu hình, các tên các file theo đúng tên thư mục. Sau đó ta quay trở lại cái phần mềm, ta nút cập nhật lại danh sách bài thi. Đấy. Vừa rồi nút cập nhật thì thầy cô nhìn thấy cái bài 87 đã được thêm vào đây. Đấy, ta nút cập nhật danh sách bài thi nhé. Đấy, sau ta nháy chuột phải chọn cấu hình bài thi và ta có thể cấu hình điểm ở đây, điểm chung đấy. Rồi như vậy bây giờ ta thử lấy một cái bài để chấm xem, ta thử lấy một cái bài của học sinh nha. Rồi lấy một cái bài trên hệ thống có, ta vừa thêm bộ test vào. Trên máy tính thầy cô cài phần mềm Everything này cũng được, đây là một phần mềm hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu trên máy rất nhanh, thay vì việc sử dụng công cụ tìm kiếm em hay dùng cái này. Rồi bây giờ ta quay trở lại trên máy của học sinh. Học sinh sẽ truy cập vào hệ thống 192 à nhầm 172.10, đây là địa chỉ IP của máy của em, chấm 3. Học sinh đăng nhập vào tài khoản đã được cấp, nếu chưa cấp thì ta cấp lại cho học sinh. Rồi ta nút chấm bài để thử nhé. Đấy, ta paste bài làm vào đây, copy tên file bài làm vào đây, copy nó lên đây, chọn ngôn ngữ lập trình chấm, ta nút submit để chấm bài, ta nút ok thì hệ thống nó sẽ chấm. Ta chờ một chút, khi chấm cái thì ta để ý rằng trên server của giáo viên thì máy tính nó sẽ chấm luôn. Đấy, đó. Nó đang thực hiện chấm bài. Với cái công việc này thì cái việc thu bài của mình nó sẽ rất nhẹ nhàng. Thực tế học sinh có thể nộp vào bài rất nhiều lần để nó test. Để trên điểm nó báo, ta click vào có thể xem được lịch sử chấm bài. Đấy, hoặc là trên giao diện của học sinh cũng nhìn thấy lịch sử chấm bài ở đây. Kết quả khớp đáp án là đúng, khác đáp án là sai. Không thì file kết quả là đặt sai tên bài. Khi ta ấn vào nút chấm bài thì ở phía dưới này là các bài đã nộp, nó cũng sẽ lưu code sẵn ở đây cho mình. Các bài đã nộp thì nó sẽ lưu code đây, học sinh có thể xem lại code bài làm của mình. Đấy, như vậy thì vừa rồi ta đã thực hiện được cái thao tác là chạy hệ thống chấm, nạp một bộ test mới vào, cập nhật một bộ test mình mới tạo ra, thử thao tác nộp bài và biết được cái đường dẫn để nơi chứa cái file account để lưu trữ dữ liệu, lưu trữ tài khoản của học sinh. Đấy, như vậy thì cái phần đầu tiên là để chạy hệ thống, nạp bộ test và hướng dẫn làm bài, thì các thầy cô xem video và thực hiện lại nhé. Xin chào thầy cô, bye bye. Chúc các thầy cô thành công.